Nếu như bạn đang có dự định mua Sony A6400 thì hãy xem video này trước nha. Trên tay chị đang cầm Sony A6400, kèm theo đó là chiếc lens có tiêu cự 50 khẩu 1.8. Combo này chị vừa sử dụng để mà quay video trước đó. Sony A6400 là bản cải tiến của Sony A6300. Máy được trang bị một chiếc màn hình lật, mọi người có thể lật lên như vậy để mà tự vlog nè. Bên cạnh đó là Sony A6400 còn trang bị hệ màu HLG, khá là phù hợp đối với những bạn mà thích quay xong rồi về up video liền mà không cần phải qua chỉnh sửa gì cầu kỳ. Máy được trang bị cảm biến CMOS APS-C 24MP, có khả năng chụp liên tiếp 11 khung hình trên giây, rất là phù hợp đối với những bạn mà thích chụp thể thao, động vật, việc là chụp em bé, tại vì mấy đứa nhỏ hay di chuyển nhiều, hoạt động nhiều, nếu mà máy mà không có tốc độ chụp nhanh thì khó mà bắt được khoảnh khắc đẹp lắm nè. Được thiết kế hỗ trợ cho việc chụp và quay nên là phía trên có vòng xoay chỉnh chế độ, chúng ta có thể chỉnh nhanh, chuyển đổi giữa các chế độ chụp ảnh hay là quay phim. Sony A6400 có khả năng quay video 4K 30 frames cũng như là quay full HD 60-120 frames. Mọi người có thể xem lại video tua chậm lên đến 4 lần nhưng mà vẫn rất mượt mà nha. Một điểm mà chị rất thích ở Sony A6400 đó chính là khả năng tracking theo gương mặt cũng như là nhận diện ánh mắt, khóa nét và theo dõi chủ thể. Mọi người có thể dễ dàng quay video mà không phải lo là sẽ bị ao nét hay là máy không lấy nét vào gương mặt. Sony A6400 được trang bị lên đến 425 điểm lấy nét, phủ gần như là 84% diện tích hình ảnh.